Thưa quý vị và các bạn, trường học không chỉ là nơi trang bị kiến thức mà còn giáo dục hình thành nhân cách học sinh để xây dựng môi trường phát triển lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Thực hiện mục tiêu đó, những năm qua, việc xây dựng mô hình trường học không khói thuốc lá được ngành giáo dục đào tạo Thừa Thiên Huế chú trọng triển khai và nhân rộng. Cùng với việc đổi mới theo hướng tăng nhận thức, khả năng tự phòng vệ cho học sinh, thì ngay trong thời điểm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công tác tuyên truyền giáo dục tác hại của thuốc lá vẫn được duy trì với những hình thức phù hợp. Không thực hiện chào cờ đầu tuần để tránh việc tụ tập đông người. Buổi sinh hoạt đầu tuần hôm nay, ngoài việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện trong tuần qua, triển khai những nội dung thực hiện của tuần mới, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng dành thời gian tuyên truyền phổ biến về xây dựng trường học không khói thuốc. Từng là người nghiện thuốc lá với mức tiêu thụ đến 2 gói thuốc một ngày, thầy giáo Lê Việt Lánh hiểu rất rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và cả những khó khăn để cai thuốc lá thành công. Những kinh nghiệm từ chính bản thân vì thế giúp cho những giờ truyền thông về tác hại thuốc lá của thầy luôn sinh động và có sức thuyết phục. Khi tuyên truyền là tôi giáo dục cho các em thuốc lá là có rất nhiều tác hại, cho nên các em nói gương thầy, thầy bỏ thuốc lá 26 năm rồi nhưng các em cố gắng là về khuyên là mọi người trong gia đình, kể cả bản thân của em, của các em cũng không nên là hút thuốc lá, vì đó là một trong những cái nguy cơ mà gây suy nhược là cơ thể và suy nhược thần kinh, để cho cái sức khỏe của chúng ta, bản thân của các em và người thân trong gia đình. Cùng trong bối cảnh thực hiện các biện pháp phòng dịch, thay vì tập trung cả một khối lớp như trước, những buổi sinh hoạt ngoài khóa truyền thông về chủ đề phòng chống tác hại của thuốc lá ở trường trung học cơ sở Phú Hải thời gian này được chia thành các nhóm nhỏ. Bên cạnh được trang bị những kiến thức về tác hại của hút thuốc lá và hít khói thuốc thụ động, hôm nay các em còn được tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử, loại thuốc lá thế hệ mới đang được quảng cáo tràn lan, kích thích sự tò mò của thanh thiếu niên, đồng thời gây nhầm tưởng an toàn hơn thuốc lá truyền thống. Qua những buổi tuyên truyền đó thì em cũng rút ra được là thuốc lá cũng có tác hại đến con người, xã hội. Em cũng có biết thêm một số loại thuốc lá mới như là thuốc lá điện tử. Thì cũng như vậy em cũng khuyên bạn bè tránh khỏi thuốc lá, vì nếu mà hút thuốc lá thì sẽ rất là khó chữa trị và bỏ. Em cũng như là các bạn học sinh trong trường là đều được thầy cô tuyên truyền về các phòng chống và tác hại của việc thuốc lá dưới những hình thức là như là tuyên truyền trước cơ hoặc là tổ chức các hội thi tìm hiểu về tác hại phòng chống của việc hút thuốc lá. Trường tổ chức các buổi sinh hoạt lớp để tuyên truyền cho các em và tổ chức các hoạt động vui chơi và trong đó tuyên truyền những tác hại của thuốc lá giúp các em bỏ thuốc lá, không liên lụy đến thuốc lá. Con sẽ khuyên các bạn không nên hút và thông báo đến bố mẹ của các bạn để có những biện pháp tốt. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức theo cách hướng dẫn các em học sinh tìm hiểu, đánh giá cũng như trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng tránh tác hại của thuốc lá, linh hoạt trong cách thức tiếp cận, truyền tải. Những hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá vẫn được các trường học trên địa bàn huyện Phú Vang duy trì thực hiện ngay cả trong thời điểm bị hạn chế, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Để thực hiện cái mục tiêu là không có thuốc lá trong nhà trường, thì vào đầu năm học thì ban giám hiệu nhà trường xây dựng các cái kế hoạch để triển khai các cái hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá với nhiều cái hình thức khác nhau. Ngoài ra thì vào đầu năm học thì nhà trường cũng tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh ký cam kết về việc là không sử dụng thuốc lá trong nhà trường. Trong nhiều năm trở lại đây thì cái công tác tuyên truyền phổ biến về cái luật phòng chống thuốc lá cũng như là thuốc lá trong đường ấy, thì cái số lượng giáo viên là hiện nay là hầu như là bỏ thuốc lá. Thì khi có dấu hiệu mà các em có hiện tượng thuốc lá thì nắm bắt qua các cái kênh, tức là ban cán sự các lớp đó, mình cũng có thể là để cho các em nắm bắt tình hình các lớp, báo giáo viên nhiệm báo về nhà trường, thì nhà trường sẽ thứ nhất là xuống tuyên truyền các em đó và có những cái cách làm để các em là không hút thuốc lá nữa. Bên cạnh các cái tổ chức các hoạt động và tuyên truyền ngoài khóa thì cũng có sự giám sát của bên phòng giáo dục, là các đơn vị là báo cáo theo định kỳ về cái tổ chức các hoạt động cũng như hình ảnh tuyên truyền trong cả bộ giáo viên, học sinh và phòng sở cùng với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế thì sẽ lên kế hoạch để đi kiểm tra giám sát ngẫu nhiên một số đơn vị trong địa bàn.
Cùng với những nỗ lực từ các trường, sự hỗ trợ và sâu sát trong quá trình thực hiện của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật tỉnh CDC hàng năm cũng dành sự hỗ trợ trang bị pano, xây dựng các thông điệp, tài liệu truyền thông. Tất cả không chỉ hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá, mà bộ giáo viên học sinh còn là những tuyên truyền viên tích cực, góp phần hạn chế và tiến tới dần loại bỏ khói thuốc lá trong mỗi gia đình và trong cộng đồng.